Thủ môn Nguyễn Văn Việt của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An về khu trả lời phỏng vấn sau trận đấu. Kết thúc trận đấu, kính mời huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An vào phòng họp báo. Sau đó sẽ là phần họp báo của huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Thể Công Việt Tên. Chúc mừng chú. Béo chịu thưởng bây giờ, giúp béo chủ bây giờ. Đi cả căng đấy. Còn bao nhiêu phút nữa anh em? Còn 40 phút nữa. 30 giây nữa. Đúng. Chúc mừng em nhé. Về nước ngoài đang dụng đi. Hết chưa. Hey!
tôi ngoan là chẳng muốn. Có tình đi đúng không? Có tình đi bắt đầu không? Tiến đi. Chào bản trả chưa? Chưa. Ê, đã chào bản trả. Anh Hoàng ơi. Người nhà cầu thủ cửa hẹp nhất lại dễ lách nhất. Chúc mừng anh nhé. Anh Tiến ơi. Anh Tiến, anh xin lỗi. Anh có cái xin lỗi. Áo tập. Áo tập anh ấy về đâu nói, anh vật bên kia đó. Ok. Người nhà cầu thủ cửa hẹp nhất lại dễ lách nhất. Chúc mừng anh nhé. Anh Tiến ơi. Anh Tiến, anh xin lỗi. Anh có cái xin lỗi. Áo tập. Áo tập anh ấy về đâu nói, anh vật bên kia đó. Ok.
này nha cầu thủ. Cửa hẹp nhất lại dễ lách nhất. Chúc mừng anh nhé. Anh Tiến ơi. Anh Tiến, anh xin lỗi. Này có cái xin lỗi. Áo tập. Áo tập anh ấy về đâu nó anh vượt bên kia đó. Ok ok. Nhà cầu thủ. Cửa hẹp nhất lại dễ lách nhất. Chúc mừng anh nhé. Anh Tiến ơi. Anh Tiến, anh xin lỗi. Này có cái xin lỗi. Áo tập. Áo tập anh ấy về đâu nó anh vượt bên kia đó. Ok ok. Đẹp đôi đấy. Sao ạ? Này giống như là sân nhà của Sông Lam Nghệ An thì đúng hơn là sân nhà của Viettel. Chúc mừng em nhé. Vâng, cảm ơn. Chúc mừng anh em nhé. Tuấn ơi. Ăn lên đi, ăn lên nhá. Ăn luôn đi. Đi. 538 799. Thì mẹ tao đéo nhìn thấy cầu thủ đâu để tao quay cơ. Anh ơi. Hả? Đi đây gặp đi. Chúc mừng hai anh em nhé. Nào, chúc mừng đội nhé. Cái cho, mày để anh cái áo cái. Dạ, mày để em chưa có cái áo tao cũng vui.
nó vào phòng thay đồ. Ơ thì nó sao mà.